Chào buổi sáng, mời các bạn lắng nghe podcast Gia Lai hôm nay phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin thứ tư ngày 24 tháng 7 có những nội dung đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 20 chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai khóa 12 dự kiến tổ chức vào ngày 30 tháng 7. Gia Lai thành lập 1.577 tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn tổ dân phố. 163 thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức huyện Kông Chro. Hoàng Anh Gia Lai thế chấp 166 triệu cổ phiếu để vay hơn 1.000 tỷ đồng. Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại huyện Đak Pơ. Tập huấn kỹ năng truyền thông chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em. Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai triển khai ưu đãi khám chữa bệnh nhân ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. 3 thanh niên phạm tội giết người vì nghĩ bị nhìn đểu. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Sáng ngày 23 tháng 7, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên chủ trì phiên họp của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để bàn thống nhất chương trình kỳ họp thứ 20 chuyên đề và xem xét cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại phiên họp, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo về dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và chương trình kỳ họp thứ 20 chuyên đề để Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Theo đó, sau khi bàn luận, các đại biểu đã thống nhất kỳ họp thứ 20 chuyên đề sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 7 tại hội trường 2 tháng 9 thành phố Pleiku. Kỳ họp sẽ xem xét cho ý kiến đối với một nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì về chủ trương sáp nhập điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Gia Lai. Tại phiên họp sáng ngày 23 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã xem xét cho ý kiến đối với tờ trình số 1622 TTRUBNJ ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị xây dựng nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 37/2024 QĐ-UBNJ về quy định số lượng tổ bảo vệ an ninh trật tự cần thành lập và số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự tại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, toàn tỉnh thành lập 1.577 tổ bảo vệ an ninh trật tự tương ứng với 1.577 thôn tổ dân phố, trong đó có 880 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở 880 thôn tổ dân phố, được bố trí mỗi tổ 3 thành viên, gồm 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên, và 697 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở 697 thôn tổ dân phố, được bố trí mỗi tổ 4 thành viên, gồm có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 2 tổ viên. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 7 năm 2024 và bãi bỏ quyết định số 113/2007 QĐ-UBNJ ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho bảo vệ tổ dân phố. Sáng ngày 23 tháng 7, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai khai mạc đợt thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2023. Tham gia kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 của huyện Kông Chro, thí sinh phải trải qua 2 vòng. Trong đó, vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Vòng 2 thi năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng đã xét duyệt 163 hồ sơ đủ điều kiện thi vòng 2, gồm 162 hồ sơ dự tuyển trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và 1 hồ sơ dự tuyển tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện. Tại vòng 2, các thí sinh tham gia thi kiến thức kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức viết. Theo kế hoạch, huyện Kông Chro tuyển dụng 123 chỉ tiêu tương ứng với vị trí việc làm tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó ngành giáo dục 122 chỉ tiêu, trung tâm dịch vụ nông nghiệp 1 chỉ tiêu. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vừa thông qua việc thế chấp tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam LPBank. Theo đó, HAG sẽ thế chấp gần 166 triệu cổ phiếu công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai để đảm bảo cho tổng số tiền vay tối đa 1.050 tỷ đồng thuộc các khoản vay lần này của chăn nuôi Gia Lai tại LPBank. Công ty cổ phần chăn nuôi Gia Lai thành lập năm 2014, hoạt động chính trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. Tại thời điểm ngày 31 tháng 3, Hoàng Anh Gia Lai nắm giữ 85% vốn điều lệ của chăn nuôi Gia Lai. Đầu tháng 7, công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai cũng công bố thông tin bất thường về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu. Theo đó, ngày 30 tháng 6 là ngày thanh toán lãi định kỳ theo kế hoạch đối với mã trái phiếu HAGL-BONG-1626. Số tiền lãi phải thanh toán là hơn 139,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai chưa nhận đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai HAGL-Agrico. Hiện tại đã thỏa thuận lộ trình trả nợ ba bên và chưa thanh lý được một số tài sản không sinh lợi của công ty. Do đó, công ty chưa thể thanh toán số tiền lãi đến hạn. Tại thời điểm ngày 30 tháng 6, Hoàng Anh Gia Lai đang có số tiền lãi chậm thanh toán là hơn 3.349 tỷ đồng. Số tiền gốc chậm thanh toán lũy kế tính đến ngày 30 tháng 6 là 1.015 tỷ đồng. Hoàng Anh Gia Lai cho biết thời gian dự kiến thanh toán phần còn lại là vào quý 3 năm nay. Sáng ngày 23 tháng 7, khối thi đua số 1 Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại huyện Đak Pơ. Theo đó, căn nhà tình nghĩa được trao tặng cho bà Đinh Thị Prum, làng Click, thị trấn Đak Pơ. Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 100 triệu đồng từ nguồn đóng góp của nhiều đơn vị tài trợ. Hộ Đinh Thị Prum là gia đình có công với cách mạng. Bà Prum cũng có thời gian dài phục vụ trong lực lượng vũ trang khu 7. Hiện nay, bà đã già yếu, neo đơn không ai chăm sóc. Thời gian qua, mặc dù đã được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, song hoàn cảnh bà gặp nhiều khó khăn, nơi ở dột nát không đảm bảo điều kiện sống. Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Đinh Thị Prum thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ trong khối thi đua số 1, Công an tỉnh đến thân nhân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024. Trong 2 ngày 22 đến 23 tháng 7 tại thành phố Pleiku, gần 30 học viên là nhân viên y tế thôn bản tại Gia Lai được tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em năm 2024 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được giảng viên khoa truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh truyền đạt các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em, các kỹ năng truyền thông giáo dục sức khỏe trực tiếp tại cộng đồng, gồm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm mẫu, kỹ năng sử dụng một số tài liệu truyền thông, các hình thức truyền thông trực tiếp, tư vấn giáo dục sức khỏe, thăm hộ gia đình, thảo luận nhóm, nói chuyện sức khỏe. Bên cạnh đó, các học viên thực hành đóng vai các hình thức truyền thông tại cộng đồng, cách lập kế hoạch truyền thông tư vấn trực tiếp, thực hành các nội dung cần truyền thông về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em. Lớp tập huấn là một trong những hoạt động của dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc của người dân tộc thiểu số thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức chương trình ưu đãi khám sức khỏe dành cho người có công với cách mạng. Chương trình ưu đãi triển khai từ 0 giờ ngày 25 tháng 7 đến 23 giờ 59 phút ngày 8 tháng 8 năm 2024, áp dụng với các trường hợp có những mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế sau: CC, CK, CB, KC, TS và TC. Theo đó, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ưu đãi gói khám tầm soát sức khỏe chủ động dịch vụ, gồm tặng 300.000 đồng một gói khám cơ bản, tặng 800.000 đồng một gói khám nâng cao, tặng 1 triệu đồng một gói khám toàn diện và tặng 2 triệu đồng gói khám đặc biệt. Đối với khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú, miễn phí 100% tiền công khám bệnh và miễn giảm thêm 30% tổng viện phí sau khi đã trừ phần bảo hiểm y tế chi trả cho bệnh nhân, áp dụng với tất cả vật tư xét nghiệm, thuốc, chi phí phòng điều trị, các kỹ thuật chụp MRI CT. Sáng ngày 23 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Ngô Anh Vũ sinh năm 2006, Trương Văn Trung sinh năm 2002 và Trần Như Phong sinh năm 2005, cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổng hình phạt 23 năm tù cùng về tội giết người. Cụ thể, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Vũ mức án 5 năm 6 tháng tù, Trung 9 năm tù và Phong mức án 8 năm 6 tháng tù. Theo cáo trạng, Vũ, Trung và Phong là nhân viên đoàn lô tô Hoàng Sang đang hoạt động tại thôn Phú Yên, xã Hà Ra, huyện Mang Yang. Ngày 14 tháng 1, Vũ thấy anh NTT thôn Phú Yên cùng một số thanh niên đến đoàn lô tô chơi. Trong quá trình chơi lô tô, Vũ cho rằng anh Tờ nhìn đểu mình nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, sau khi xong việc, Vũ, Trung và Phong đến quán ăn ở thôn Phú Yên thì gặp anh Tờ đang ăn tối cùng nhóm bạn. Nghi ngờ nhóm của anh Tờ đang bàn tính đi đánh mình nên Vũ nói với Trung và Phong chuẩn bị hung khí để đánh nhóm của Tờ. Sau đó, Phong chở Vũ và Trung về lấy dao rồi quay lại quán ăn. Tại đây, Vũ xông vào dùng dao đâm một nhát trúng vào bên hông lưng phải của Tờ và đâm hai nhát trúng vào vùng hông và đùi phải của anh MTK, thôn Phú Danh, xã Hà Ra. Chưa dừng lại ở đó, Trung tiếp tục xông vào dùng chân đạp vào bụng anh K. Kết quả giám định thương tích, anh K bị tổn hại 27% sức khỏe và Tờ bị tổn hại 2% sức khỏe. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 25 tháng 7.